chấm chịu lên. Đáy lòng ta có bao nhiêu tâm tu thì sẽ bị khảo bấy nhiêu ở địa ngục. Lúc đó hối cũng không kịp. Kinh điển truyền lại, Đức Phật dùng thiên nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn quan sát nguyên nhân căn bản khiến đọa lạc địa ngục. Đức Phật dạy chúng ta rằng, nếu có kẻ thích tự hại và tất cả chúng vô tình, anh chỉ phải tự hại. Kêu nhân viên chính quốc, kẻ đó sẽ hòa vào hoặc là chuyện. Nếu không tự hại, bình sinh thì tự hại tất cả chúng sinh vô tình. Tội nhân nơi đây khi chết đi
không thể bị đầy giả nát hàng ngày. Biết bao giờ mới được làm người trở lại? Phải chịu nhiều hình phạt đau đớn vô cùng thảm khốc. Bởi khi sống ở dương gian, không biết quý thân thể, yêu thương cuộc đời này. Khi gặp gian nan mà không kiên cường vượt qua, khi gặp lụy tình mà hỉ hội thân người, tự vận gây hệ lụy cho bao người thân. Sau khi chết sẽ đầy vào điều khác đấy. Là điều 14 có tên là cao xương. Tội nhân nơi đây bị đau nhọn phát kiến đường, đau nhọn trên không trung rơi xuống đâm vào tội nhân bất luận chỗ nào. Ngồi ra chúa ngục lóc da không thể người đòi, máu mê hàng trề đau đớn phun đã giết. Bởi khi tội nhân khi còn sống trên thế gian, bổ bụng trâu em là địa thịt phân xây. Đây là điều thứ 15 có tên là một nhân hậu. Tội nhân nơi đây khi dễ bước vào là cả một vùng lao kiếm vào quản gia sẽ hình. Lại có chó dữ bị cắn lôi, tội nhân vội trèo lên cổng trốn. Gò có khổ chó dữ là bị cương đau từ trên chạy xuống. Còn có chim mỏ sắt mổ mắt mổ đầu, tội nhân vội tuột xuống là bị đau kiếm ở dưới chĩa lên tâm xỉa. Ông nói là ta vì nghiệp lực ác xưa dẫn đi vào điều khác. Bởi khi sống trên đời cậy thế ỷ quyền, ức hiếp dân lành hạ cô hối lộ, trà đạp lên mọi đạo lý, vơ quét về phẩm cho riêng mình, mặc cho giống chúng lầm than sơn hà điêu đứng. Sau khi chết sẽ bị đầy vào địa ngục này. Mẹ mẹ.